Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mình mới về được con âm ly có model là Sansui AO Alpha 907L Extra. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Sansui Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm thay xước phía dưới, từ khúc trở lên được thiết kế mặt bóng gương. Dòng 907L Extra là dòng đời cao nhất, khủng long nhất trong series L Extra rất nổi tiếng. Như các bạn đã biết, hãng Sansui có hai dòng đời, đó là dòng đời mặt gương đen và dòng đời mặt gold mặt vàng. Trong dòng đời mặt gương đen, dòng L Extra có thể nói là dòng đời hay nhất, có 3 model đó là 607, 707 và 907 L Extra. Được thiết kế rất bắt mắt, rất sang trọng, đầy đủ các tinh chỉnh bass, treble, ba lăng, loudness, suit direct và đường power armrest, các bạn sử dụng như một cái power. Hai bên của đó sẽ có hai hồi gỗ phủ piano màu nâu vân gỗ còn như mới, không một tì vết, không trầy xước nghe các bạn, rất đẹp, rất sang trọng. Với kích thước chiều ngang là 47,2 cm, cao 16,4 cm và hậu sâu là 45 cm, và máy nặng là 33 kg, rất nặng. Dòng này được sản xuất vào năm 1989 ha. Năm 1989 sản xuất 3 dòng đời là 607, 707 và 907. Dòng này được sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 400W, đánh được hai cặp loa A, B, A cộng B. Tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Loa các bạn có trở kháng 6 ohm, công suất ra mỗi loa là 190W. Loa các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 160W, tương đối lớn nên các bạn có thể ghép được hầu hết các dòng loa hiện nay trên thị trường có bass 30-40cm. Những dòng loa cần công suất, những dòng loa cứng đành đầu. Đây là đặc trị chất âm của dòng 907 lỡ tra thì tiếng bass mềm sâu, mid treble sáng, chi tiết ngọt ngào, phù hợp nhạc trữ tình, bolero, nhạc vàng. Những dòng nhạc ở cao tiết hoàn tấu. Rồi mình quay mặt sau cho các bạn xem. Ở trên máy về bao gồm một cái catalog, các bạn có thể tham khảo cách kết nối trong đây ha. Chủ yếu các bạn nhìn những thông số. Nè, thông số của nó 400W ha, 33 kg nè, 472 nhân 164 nhân cho 45 á. Rồi ở đây tổng thể mặt sau của nó ở đây còn rất mới nè các bạn. Ở đây những ngõ RCA như là phono, CD, thinner line ở dưới, rồi processor center còn rất vàng nghe các bạn. Ở đây đường tép 1, tép 2 vậy. Ở đây đường power armrest thì có đường nôm 1, nôm 2, đường ba lăng. Khi các bạn kết nối qua ba đường này thì âm ly dùng đẩy công suất nghe các bạn. Thông tin là số series 9152 Sansui 907 lỡ tra IC 100V và 400W, dây nguồn zin và dây nguồn zin rất mềm à. Và đây là có một IC outlet với total là 350W, nhận đầu CD giải mã lọc xì, các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Và bên ngoài cùng là các bạn sẽ thấy là đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trực kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp, loa có trực kháng từ 8 tới 16 ohm. Đó, rất đẹp luôn các bạn. Tổng thể là đứt mặt sau không có điểm chê các bạn, rất mới các bạn. Nắp của nó nắp sơn zin, các bạn xài rất bền bỉ, không trầy xước, không cứng móp. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc để mình mở nội thất cho các bạn xem ha, mình test trước. Ấn thân vơ tiếng xe vang bát nè. Ba lăng phải, vòng trái, lao nét, đường sụt direct. Các bạn bật off để chỉnh bass treble ba lăng, nếu các bạn bật direct thì nghe direct, không chỉnh bass treble ba lăng được. Subtonic dành cho kim âm điện thang, muting tắt tiếng, rồi processor là khi các bạn kết nối center đằng sau. MMC là loại kim âm điện thang, ngõ vào có CD, line, thinner, phono, tất cả có đèn. Ngoài ra nó có đường nghệ tép 1, tép 2, tép 3 cũng có đèn. Nếu các bạn sử dụng những ngõ RCA thông thường phía trên nhé, phono, thinner, line, CD á, thì các bạn bật xuống cho mình. Biết sâu lắng động đèn, thấp ngờ bóng đèn. Đường power armrest thì có đường no 1,
NOM 12 và bên phải là có đường ba lăng. Khi các bạn kết nối qua ba đường NOM 1, NOM 12 và đường 1 ba lăng, đèn chỗ này sẽ sáng. Khi đó âm ly này nó không có phần rề, nó giống cột điện công suất nên các bạn dùng để hát ok trong không gian gia đình, lực đánh cũng rất tốt ha. Red out sẽ từ đường thu ngõ ra. Ai thương mình. Bên trái bên phải tương ứng vào mặt công suất bên phải, tất cả còn nguyên bản, bên này sẽ có 8 sò và bao mặt công suất bên trái bên này cũng sẽ có 8 sò, tổng cộng máy chạy 16 sò. Và đặc trưng của dòng chính là 7 lỡ tra là chạy sò than, đặt tên là sò lát, phía trước nó có cái tên là lát nanh. Và xin tính các bạn, bao mặt công suất đầu ra không ngắt, ở dưới là còn rất sáng rất mới các bạn. Bao mặt tín hiệu đầu vào nguyên sinh nguyên bản đàng hoàng, cạnh đồ phía trên là không thể vết, bao mặt tín hiệu phần rìa nằm hộp trước các bạn ha. Rồi sườn sắt bên trái cũng như mới luôn, rất đẹp. Rồi dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất có giá trị ngay như sưu tầm, rất đẹp quá. Mình xin thông báo đến các bạn, con âm ly có model là Sansui AO Alpha 907L tra, hàng đấu giá về, còn nguyên sinh nguyên bản là còn rất đẹp. Máy bán ra bao gồm một cái catalog, các bạn có thể tham khảo cách kết nối ở đây, trong đây. Đặc biệt cái giá mình bán ra rất tốt, chỉ là 23 triệu đồng. Mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào thanh toán code mình không bao ship, dành cho con âm ly Sansui 907L tra xinh đẹp xuất sắc. Bạn nào có nhu cầu gọi mình số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt.